Chào mọi người đã đến với kênh của Tôi Yêu Việt Nam. Thì hôm nay lại đi quay cho mọi người vườn hồng cổ Sapa. Thì đi lấy cây cho anh khách thì tiện thì mình quay luôn. Đây là vườn hồng cổ Sapa vào đúng nở vào đúng đợt Tết. Hoa hồng cổ Sapa hay còn gọi là hoa hồng đào sen ấy. Đấy, đây này. Hoa của nó cứ màu hồng như này. Thứ hai là nụ đang rất là to. Nụ đang rất là to vào đúng cái đợt Tết nguyên đáng 2023. Đấy, đây này. Đấy. Rất là chi chít thôi, trong một cây như này thôi nó rơi vào tầm khoảng độ 100 bông. Đấy. Mọi người có thể hình dung không ạ? Đây nó là cả một vườn này. À, vườn này thì có chiều cao trung bình từ 1,5 m đến 1,7 m. Thoát thân là từ 50 đến 60. Đây, vườn cổ Sapa đây. Đây. Ở đằng kia nó đang có một cái đám cưới, thế là có thể là nó bị lạc âm vào trong video. Thì mọi người thông cảm nhỉ. Cũng biết đâu rằng là mình lại được nghe một ca sĩ nào đấy hát chẳng hạn thế. Đây. Đây như cây này này, rất là sai này. Cây này rất là sai bông này. Đấy, chưa. Chi chít luôn. Hoa nhiều. Cái vào mùa này thì hoa hồng nó sẽ sinh trưởng phát triển nó tốt hơn, bởi vì là hoa hồng thích hợp với nhiệt độ từ 18 cho đến 28 độ C. Đấy. Nếu mà nhiệt độ trên 35 độ C trong thời gian dài ấy, thì cây nó có thể là sinh trưởng phát triển kém. Và cây dưới 18 độ C trong thời gian dài thì cây rét quá thì cây nó cũng sinh trưởng chậm lại. Với cái thời tiết bây giờ thì nó rất thuận cho cái hoa hồng, bởi vì là nó không nắng quá mà cũng lạnh vừa phải để cho cây hoa hồng sinh trưởng phát triển. Đấy. Đây, vườn hoa hồng rất đẹp luôn. Thì khi mà các bác mua cây về thì mọi người xin chú ý một vài điều giúp cháu rằng là, thứ nhất rằng là cây vừa mới ở ruộng về thì các bác cố gắng rằng là trong vòng 1-3 ngày đến 1 tuần đầu tiên thì chúng ta chỉ cho cây tưới nước bình thường thôi nhá. Không tưới, không cho ăn hay cho hay làm bất cứ một cái động tác gì cả, hay là tưới kích rễ, kích dung gì cả. Bởi vì cây nó vừa ở ruộng lên thì có thể là nó thay đổi môi trường này, và cả thay đổi cái nhiệt độ, cái độ ẩm nó khác so với cái nhiệt độ mà ở trong nhà chúng ta. Cái thứ hai rằng là bắt đầu từ 7 ngày tiếp theo thì mọi người hãy tưới cái nước kích rễ cho cây, để cây nó phát triển bộ rễ, để nó hút được hấp thụ nước và chất dinh dưỡng nhiều hơn. Và tiếp theo là cho ăn thì chúng ta nên cho ăn phân nân nhé. Cho ăn phân nân thì nó sẽ ổn định cây hơn, chứ hạn chế cho ăn phân đầu trâu, bởi phân đầu trâu là phân hóa học. Mình cho vào ăn luôn ấy, thì có thể nó bị sốc cây. Và một điều đáng chú ý nữa là mọi người hãy không nên tưới cái nước sạch nhá. Bởi vì trong nước sạch nó có flo. Tưới vào thì nó có thể nó bị sót rễ và cây nó sinh trưởng phát triển kém. Đấy. Đấy là một vài lưu ý mà khi mua cây từ ruộng về nhà, mọi người có thể lưu ý giúp mình ở cái khoản đấy. Cái thứ hai rằng là tiếp theo nữa rằng là cứ sau 10 ngày thì chúng ta lại cho ăn một lần. Một tháng thì cho ăn tầm 3 lần thôi. Nếu mà cứ tầm một tuần ăn một lần thì cái cây nó ăn nó đậm quá, khả năng là nó hấp thụ không hết và có khi nó sót rễ đấy. Đấy. Thì chỉ có một vài cái lưu ý như vậy thôi. Thì mọi người muốn mua hoa hồng cổ Sapa vào đợt dịp Tết thì có thể liên hệ qua số điện thoại 03543 98599, hay là vào số Zalo 03543 98599. Thì đấy là những cái mà cháu có thể giúp với mọi người. Đây là một cây hồng cổ Sapa mình lấy cho khách. Thì đây, như mọi người có thể thấy. Đấy. Nó rất là nhiều hoa luôn. Đấy. Nhưng mà đổi lại trong cái quá trình vận chuyển thì nó hơi vất vả. Bởi vì khi mà vận chuyển ấy thì thứ nhất là gió tạt này, rồi là cây kiếc các thứ nó có thể nó bị ảnh hưởng. Đấy. Đây này.
Đấy, hẹn là 2 giờ bắt đầu lên rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa đánh được cây. Bởi vì là còn đợi anh thợ đánh cây cơ. Đấy, rất là vất vả. Chính ra nghề cây cảnh cũng không sung sướng cả gì đâu. Đấy, đây này. Đấy. Đây, đây là hoa đây. Một vườn rất là đẹp luôn. Mà hoa của Sapa nhìn nó to lắm nhá. To như một cái bát con luôn. To như cái bát con luôn này. Đấy. Đây này. Đấy, mọi người hình dung ra một toàn bộ cái cảnh vườn này không? Còn bên này thì là hồng đào cổ và hồng bạch xếp này. Đây này. Đây đây hồng của Sapa này. Đây là hồng bạch xếp này. Hồng bạch xếp này. Còn đây là hồng đào cổ này. Đấy. Hoa cũng chít chít luôn. Các bác nhà vườn ấy sẽ cố gắng để bấm hoa vào đúng cái dịp Tết nhá. Thì bởi vì cái dịp Tết ấy là cái nhu cầu về cây cảnh nó cao hơn so với bình thường. Thì hầu như các bác nhà vườn đều làm như vậy. Thứ hai rằng là ai cũng muốn trong nhà gia đình mình trong những ngày Tết, những ngày đầu năm, những ngày đầu xuân năm mới sẽ có những cái cây cảnh mà đem lại sự may mắn này, phát tài phát lộc này, gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Đấy thì là thường thường là những cái ngày Tết thường có những cây hoa đào này, hay là những cây hoa mai, những cây hoa hồng. Bởi vì hoa hồng là một trong các cái cây mà là một trong các cái cây cảnh mà ngày Tết mà mọi người thường hay chơi. Đổi và nó có một ưu điểm nữa là nó có thể ra hoa quanh năm. Với các cái hồng như là hồng đào này, hồng bạch xếp hay hồng Sapa là một trong các cái dòng cây mà ra hoa quanh năm. Thế nên là đổi lại là chúng ta có thể mua một cái cây này với giá vài trăm nghìn có thể là đắt. Thế nhưng mà quy ra so với cả một năm giờ thì một cái bông, mọi người mua một bông hồng ở ngoài chợ là 7-8 nghìn. Hay như một bông Sapa này chẳng hạn, nó to như thế này, mua ở ngoài chợ cắm cành, cành là 8 nghìn hay 7 nghìn chẳng hạn. Nhưng mà cái cây này nó rơi vào tầm 5-60 bông rồi thì chẳng phải 5-7-35, nó rơi vào tầm hơn 300 nghìn tiền hoa rồi. Mà đâu phải là nó nở trong vòng một ngày, nó nở trong vòng một tháng rồi. 300 nghìn mua tiền hoa chỉ chơi được vài ngày thôi, nhưng mà mua một cây thì có thể chơi quanh năm. Đấy, mọi người đã hình dung rồi chưa? Đấy, đấy là một trong những yếu tố mà mọi người có thể là tham khảo thêm. Thì hoa hồng thì ở khu Văn Đức, Văn Giang, Hưng Yên nhà mình thì rất nhiều. Tại sao dạo này mình đi quay hoa hồng nhiều? Bởi vì hoa hồng là có nhiều bác khách đặt. Cái thứ hai rằng là quất thì bây giờ là mình cũng đang chuyển dần đi rồi. Đấy. Đây. Đây là bên này đây, hoa hồng, cây này là hoa hồng đào cổ này. À hồng hồng bạch. Hồng hồng cổ Sapa đây. To tướng. Dạ vâng, chào các anh. Dạ không ạ. Đây, rất là đẹp luôn. Mọi người, và tán nó rất là sum nhá. Cành lá sum xuê luôn này. Hoa lá thì rất là nhiều. Thì cũng video cũng khá là dài rồi. Thì rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ kênh và có những cái góp ý để xây dựng kênh hơn. Thì chúc mọi người luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video ngày sau, lần sau. Chào mọi người nhé.